Lâm Chấn Khang dằn mặt gay gắt ekip âm thanh dọa chơi xấu vì không tán tiền lỏng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Mới đây, ca sĩ Lâm Chấn Khang đã lên tiếng chỉ trích thái độ chơi xấu của ekip âm thanh khi anh quên tán tiền lỏng. Cụ thể như thế nào, mời các bạn theo dõi ngay sau đây. Mới đây, Lâm Chấn Khang đã đăng tải một bài viết khá dài trên trang cá nhân khiến cư dân mạng xôn xao. Trong đó, nam ca sĩ đã bày tỏ thái độ bức xúc với thái độ và lời nói của một số người thuộc bộ phận âm thanh. Cụ thể hơn, Lâm Chấn Khang cho biết, trong chương trình biểu diễn, nam ca sĩ nhận được những cây bông lọc, bó hoa có chứa tiền lọc từ khán giả. Lâm Chấn Khang cũng khẳng định sẽ giữ lại bông lọc và tự móc tiền túi để thưởng cho ekip phía sau sân khấu. Thế nhưng sau buổi biểu diễn, vì phải chạy show nên ca sĩ quên mất việc tán lọc. Việc này khiến cho ekip âm thanh không hài lòng và quyết sẽ chơi xấu Lâm Chấn Khang trong những buổi biểu diễn tiếp theo. Sau khi nhận ra thiếu sót của mình, Lâm Chấn Khang đã gọi điện để xin lỗi nhưng lại nhận về nhiều lời nói giang hồ, không hay khiến nam ca sĩ bức xúc. Thậm chí anh còn trích nguyên văn lời nói của người này: lần sau tắt micro nó, đẩy echo chức năng tạo tiếng vọng cho giọng hát, cho nét giọng nó, linh giật tiền nó là nó sợ liền, thằng này bị hoài với cách cư xử thiếu khiếm nhã đó. Bên cạnh đó, Lâm Chấn Khang cũng khẳng định những người trong ekip âm thanh là những người luôn âm thầm hy sinh cho buổi biểu diễn. Anh cũng cho biết có những người không bao giờ đòi hỏi, ngay cả khi nam ca sĩ cho tiền lọc, họ cũng không biết là tiền gì. Thế nhưng không thiếu những cá nhân cho tiền bông thì ca ngợi, không cho tiền bông thì xem như là sống bấy giờ. Lâm Chấn Khang cũng bày tỏ quan điểm không bao giờ vòi vĩnh khán giả. Khi có người yêu cầu bài hát đổi lấy 10 triệu đồng, nam ca sĩ đã thẳng thừng từ chối, mà thay vào đó là hát tặng ca sĩ không lấy thêm đồng nào. Chưa dừng lại ở đó, Lâm Chấn Khang khẳng định mỗi người đi làm đều có trách nhiệm riêng. Về lời dọa nạt từ ekip âm thanh, Lâm Chấn Khang cho biết nếu làm đúng và tôn trọng nhau thì anh không tiếc gì tiền bông. Thế nhưng làm không đúng thì có kề dao vào cổ cũng không cho một đồng một cách nào. Cuối cùng, nam ca sĩ yêu cầu những người có lời lẽ không hay nên có lời xin lỗi và cũng không quên lên tiếng bảo vệ người hâm mộ. Chửi em nhìn, chửi fan em hỏi thăm sức khỏe anh nhé. Sự quan tâm theo dõi từ quý khán giả, đừng quên like, share, subscribe và theo dõi những tin tức mới nhất đến từ VinNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.